Xin chào các bạn. Hôm nay nấu ăn ngon Ánh Vlog sẽ nấu một món ăn bình dân, giản cho vị nhưng mà ai cũng thích. Đó là canh bún. Canh bún hôm nay thì mình chuẩn bị nguyên liệu như thế này các bạn. Có 2 kg chân giò ha, chân bắp giò heo. Với lại 300 g huyết heo. Ở đây mình có 1 kg cà chua. 300 g, nó tương đương với lại 3 miếng đậu hũ chiên sẵn rồi các bạn. Ở đây là 1 chai mắm tôm với lại dầu điều. Rồi mình tiếp tục thì mình có 100 g tôm khô, thì ở đây mình đã ngâm nước rồi nè. Mình ngâm nước sôi ha, để cho nó ra cái tạp chất. Với lại có hành tím, củ cải đỏ, củ cải trắng, bắp, để mình nấu lấy nước ngọt các bạn. Mình giới thiệu như thế. Thì cái nào cũng có muối, rồi tiêu, rồi đường, rồi bột ngọt, hạt nêm. Cái nào mình cũng nêm cho nó vừa ăn ha. Cái đó thì mình không giới thiệu cho các bạn trên này, tự nhiên nó nhiều quá. Rau này là rau ngò gai nè, rau quế. Rồi cái này là rau kinh giới. Ăn canh bún hoặc bún riêu thì các bạn phải có món kinh giới này nó mới đúng kiểu của nó. Với lại ở đây là mình chuẩn bị hành lá nha các bạn. Thì ăn canh bún nó có những cái thành phần rau như thế đó, nó không có cầu kỳ như những cái khác ha, nhưng mà nó phải có đúng quế, ngò gai, kinh giới, hành lá. Ở đây mình có chuẩn bị 1 kg rau muống. Rau muống như thế này mình lặt bằng tay nha các bạn. Nếu mình cắt á, mình cắt thì nó mình không biết độ già của nó đâu, mình phải lặt bằng cái tay của mình cảm nhận. Mình lặt cái non thôi, cái già bỏ đi. Rồi mình sẽ đem luộc. Rau muống này mình sẽ đem luộc để mình ăn kèm với lại canh bún. Và đây các bạn ơi, mình sẽ cắt ha. Mình cắt những cái khúc củ cải này ra để mình lấy nước ngọt. Lấy nước ngọt của cái rau củ thì nó tự nhiên hơn là mình nêm đường với lại bột nêm nhiều quá thì nó sẽ ăn nó bị nhức đầu. Mình lấy cái này nó tự nhiên hơn các bạn ha. Bây giờ mình nhớ nha, có ớt xay vậy nè, mình ăn canh bún phải có ớt xay. Rồi ai muốn ăn cay nữa thì mình cho ớt trái ha. Nhớ ớt xay này phải có nha các bạn. Cái giò heo này mình đã rửa rồi nè, để mình nói cái công thức rửa cho các bạn nghe ha. Tại vì đây mình làm rồi. Mình mua về xong mình rửa đi, mình rửa khoảng chừng 3 nước cho nó sạch hết. Kế tiếp cái nước thứ tư thì mình sẽ ngâm muối. Ngâm muối rồi chanh. Muối chanh với rượu nha các bạn, ngâm khoảng chừng khoảng 2 phút. Rồi mình xả lại thêm 3 nước nữa thì nó sẽ ra như cái món thịt như thế này. Đó, nó không còn hôi heo nữa. Rồi khi mình làm á, mình bỏ trực tiếp cũng được, hay là mình xào lên cho nó săn thì cũng được, nó thơm. Cái cách của mình là như vậy, các bạn làm vậy đi, nó không có bị hôi heo. Bằng không nó sẽ hôi lắm, khó ăn, nó tanh dữ lắm. Còn tôm khô này thì mình sẽ đi rửa nha các bạn, rửa cho sạch ha. Bây giờ em đi làm. Còn củ hành như thế này thì không cắt nha, tại vì mình nấu cái nồi bún mình ngâm nó lâu lắm, mình ninh một hồi cả tiếng đồng hồ thì cái hành tím mình giữ nguyên. Và đây các bạn, mình đã bắt một cái chảo to như thế này lên, tại hôm nay mình nấu nhiều lắm, đãi cả nhà luôn, ở dưới quê có mấy đứa em lên nữa. Thì bây giờ mình cho cái dầu vô rồi ha. Cho 10 ml dầu vô rồi đấy các bạn. Thế là bây giờ mình cho dầu điều nữa ha. Mình cho tiếp thêm khoảng chừng 5 ml dầu điều nữa. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hành vô. Hành vô mình xào lên.
xào lên rồi đây, bây giờ mình cho tôm khô vô các bạn. Đó, cái nào mình cũng xào sơ qua, xào sơ qua để cho nó bán cái mùi tanh với lại nó rút cái màu vô cho đẹp. Bây giờ mình cho hai cái thịt vô luôn ha, hai cái giò. Rồi các bạn xào cái này, các bạn xào với lại cái lửa lớn nha, cái lửa lớn lên. Đó. Bạn cứ xào gì cho nó săn lại. Và đồng thời như thế này các bạn, ở bên đây mình làm một bếp rồi, bên đây thì mình chuẩn bị cái nồi nước như này nè. Mình cho vô là 4 lít nước rồi ha. Là mình cho cái này vô. Cái này mình không có xào gì hết, mình lấy cái rau củ, lấy nước ngọt. Nước ngọt tự nhiên, không có xài bột ngọt, bột nêm, đường nhiều quá nó không có tốt cho sức khỏe. Đó, mình xào cho nó săn lên. Rồi cái nước, cái là nước bên đây á, nó sôi lên rồi mình cho cái thịt này qua mình ninh. Ninh cái này mình ninh khoảng 1 tiếng nha các bạn. Ninh 1 tiếng đồng hồ cho nó mềm lại á. Rồi mình sẽ nêm nếm lại nữa. Bây giờ mình xào thôi, mình không nêm gì vô hết. Xào cho nó săn thịt cho nó thơm. Đấy, các bạn xào khoảng chừng 10 phút ha. Và các bạn, bây giờ cái thịt này mình xào nãy giờ 10 phút nó đã săn ha. Xào với lửa lớn nha các bạn. Nó sẽ săn rồi. Nếu các bạn muốn cho nó dậy mùi tí á, thì mình nêm một ít nước mắm vô nha, khoảng chừng 50 lít thôi. Không có nhiều, nhiều quá nó chua. Đây mình cho nó dậy mùi lên tí. Nó thấm vô. Tại vì chút phần cũng phải nêm lại nữa đó. Rồi. Cái nồi bên này á, thì nó bây giờ nó cũng sôi rồi nè các bạn. Bây giờ mình thả ra qua ha. Bây giờ mình thả thịt qua để mình ninh. Ninh 1 tiếng nữa là cho nó mềm. Bếp giờ mình tắt nha. Rồi. Xong. Nước chảy dữ. Cho qua nồi nước sôi để mình ninh tiếp. Hôm nay nấu một cái nồi siêu to khổng lồ luôn, hoành tráng à, tại đông người á. Cái nồi này ăn khoảng chừng, nếu mà ăn một lượt á là phải 20 người ăn mới hết. 7 người tô, 20 tô. Và đây các bạn, cái nồi thịt hầm. Bây giờ mình hầm trước như thế này ha. Còn cái chực cà chua thì bây giờ mình chưa cho vô bây giờ đâu. Mình ninh đến khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ nữa thì mình sẽ cho cà. Rồi mình cho các thứ gia vị vô sau nữa ha các bạn. Giờ mình cứ để ninh như thế này. Để nắp lại ha. 1 tiếng nữa nha, giờ mình chờ ha. Rồi đây các bạn, cái nồi này nãy giờ mình ninh cho nó là nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi ha. Nửa tiếng là 30 phút á. Mình xem cái độ thịt nó như thế nào. Nó mềm chưa ha. Mình lấy cái tay bấm thử. Nửa tiếng nữa mới xong. Nó cũng còn hơi cứng á. Bây giờ là mình sẽ cho một trái dừa vô nha các bạn. Trái dừa vô cho nó thơm. Lúc nào nấu cũng phải có nước dừa nó thơm lắm. Nãy mình quên nói các bạn nữa, mình cho thêm nữa là 1 lít nước vô nữa đó. Tại đây 4 lít ha, mình cho thêm 1 lít là 5 lít nước. Rồi mình cho 5 gram muối nè. 5 gram muối, muối hột. Cái muối này á, là mình đã rang nha các bạn. Muối hột nhưng mà mình phải rang lên. Rang cho nó thơm lên á. Cho hơi. Muối nó có nước đó, nó tanh lắm. Mình rang cho nó khô lại đó. Và kế tiếp nữa thì
Bây giờ mình cho cái cà chua vô được rồi. Cà chua với lại đậu bắp. Với lại mình cho thêm ớt ha. Ớt trái như thế này nè. Nó có cay đâu. Để nguyên trái không có cay. Để tí hồi ớt mới chín đó rồi à. Quý vị nào ăn thích thì bỏ vô một hai trái ăn. Đấy, bây giờ mình nêm muối rồi ha. Bắt đầu tiến hành mình nêm luôn nha. Bây giờ mình nêm, sẽ nêm thêm cái bột ngọt đây. Cái nồi này to quá, mình sẽ cho đây là 10 gram bột ngọt luôn. Và đường hồi nãy mình đã bỏ vô rồi các bạn. Đường cho đường phèn vô ha, một cục đường phèn khoảng chừng 50 gram. Rồi mình để cho nó sôi được một nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa để cho nó thấm các gia vị rồi xong mình nêm một lần nữa là đem xuống ăn được. Cái giò này giờ nó mềm rồi các bạn. Ăn được rồi, người lớn rồi em bé hoặc là người trung niên ăn cũng được hết rồi ha. Thế là bây giờ mình đã xong một cái nồi. Bây giờ mình cho là như thế này. Tương cà nha các bạn. Tương cà như đây là khoảng chừng 50 gram tương cà vô. Có cà rồi nhưng mà cái nước hồi nãy mình không có xay. Cái cà chua mình không xay thành thử là mình cho thêm cái tương cà vô. Rồi mình cho khoảng chừng 10 gram tương ớt vô nữa là 60 gram tổng cộng ha. Đấy, cái nồi thì bây giờ nó xong rồi. Để mình nêm lại cái như thế nào nha. Đã ngon lắm rồi các bạn ơi. Hấp dẫn vô cùng. Và các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nước mắm ha. Mắm này mắm tôm. Thì cái mắm tôm này á, cái đường này là mình cho vô đây là 10 nha bà các bạn. 10 gram ha, mình cho một miếng nước sôi vô. Đấy. Mình quậy cho đường nó lên, nó tan hết rồi mình cho mắm vô nè. Cái mắm này họ lọc kỹ rồi nên không sao. Và mình cho thêm ớt vô. Ớt băm. Còn chừa lại lúc ai ăn cay thì mình cho thêm các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sắp chanh. Thay vì cái chanh đó thì tí hồi ai ăn nhiêu cho bao nhiêu, nhưng mà mình làm cho cái mắm nó tốt hơn cho chanh vô sắc trùng luôn. Nha các bạn, mình sắc chanh nha, cắt chanh như thế này. Cái chanh mình cắt bằng 3 miếng. Mình sẽ cho vô cái mắm á. Cái mắm á nó mình ăn tại vì mình không có nấu lên. Mình không có đun nước sôi lên, cho nó sôi lên thì mình cho cái chanh vô. Chanh vô thì nó cũng sắc trùng hết các bạn, nó không đến nỗi nào. Đây. Đó mình dắt vô thì có con này con kia gì đó lỡ mà nó còn trống nó cũng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe mình ha. Cái sắc chanh này nè các bạn đừng có bỏ, mình cho vô cái tô á, cái mình cho vô lò vi sóng để 5 phút rồi sau đó mình lau sạch rồi cái lò vi sóng lại thì nó sạch lắm. Để mình giống như mình tẩy rửa vậy đó, thay vì xà bông mình không làm xà bông mà mình tẩy rửa bằng thiên nhiên. Đó là cái tô mắm tôm ở nhà mình làm như thế này ha các bạn ha, còn ngoài chợ thì họ cứ để vậy luôn. Để các bạn ha, bún thì mình đã cho vô rồi, bây giờ mình sẽ múc ra để mời các bạn một tô canh bún như thế nào. Tô canh bún nhà làm, cho đậu hũ vô ha, rồi cà chua, rồi gì nữa ta, hết rồi, miếng huyết rồi đó. Đó, cho nước vô, đây, cái nước ở trên. Đây các bạn, ở đây. Cái tô mắm mình đã múc ra. Ôi quên, tô canh. Tô canh bún hay các bạn gọi là canh bún. Mình đã múc ra tô.
Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là mắm tôm. Tại sao nó nhiều bọt? Không phải nó dơ đâu nha, tại vì mình cho chanh vô nó vậy á. Rồi cái tô này thì mình sẽ ăn kèm với lại cái rau muống luộc các bạn ha. Cái rau muống luộc mình thấy, các bạn thấy mình luộc xanh không? Đấy, thì mình sẽ cho vô như thế này. Cho vô. Và bắt đầu mình cho mắm vô. Mình sẽ cho mắm tôm vô. Rồi ở nhà thì ai muốn ăn cay nữa thì mình sẽ cho cái ớt băm hồi nãy đó các bạn. Đấy, mình cho vô đây một muỗng là đủ rồi. Đó. Như thế này là thành phẩm một cái tô canh bún của mình ha. Dọn ra. Đây các bạn ơi, sau thời gian mình nấu thì cũng đã xong rồi. Video cũng sắp kết thúc. Bây giờ mình chia tay nhau ha các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì ủng hộ mình ha, cho mình một like, share, subscribe cho mình nha các bạn. Rồi nấu ăn ngon, Ánh Vlog đến đây xin mến chào các bạn. Chúc các bạn một ngày sức khỏe, an lạc, bình yên. Chào, tạm biệt. Thank you.